Hello mấy chị, hello mấy chị. Hello mọi người, ai đang xem mấy chị em trong xin một tấm đi mấy chị. Ai đang xem mấy chị em cho Hiếu xin một chấm nào. Chấm tặng quà luôn mấy chị ơi. Chia sẻ hôm nay chia sẻ được quà nha mấy chị. Quà hôm nay sẽ là một bộ giáp sắt của hình Samurai. Ai đang xem chim trong sinh vật chấm. Nhà em không hai người. Ai xem mấy chim trong sinh một chấm nào. Chào Diễm Xuân, chào Luật sư. Tôi cái điện thoại xin và chào ông đập bằng đó chứ. Mọi người ơi, chia sẻ với chị ơi. Chơi 10 mắt em bán với chị. Chào Trúc Linh. Quê chào. Để em xíu với chị, đợi em xin một phút thôi. Rồi 9 mắt rồi mấy chị, 8 mắt rồi. Chị Liễu ơi, hồi em gửi bill chốt cho chị Liễu. À chị ơi, bữa nay em mới đi làm về á. Này sẵn đây em đưa cho chị xem luôn nha. Được, chị lấy. Rõ này nè chị. Em có số lượng nhiều. Chị lấy thì em ba lấy em tính ký vậy thôi. 60.000 một ký. Em có 70 ký hay 80 ký. Mười một mắt rồi mấy chị ơi, rồi bắt đầu em bán từ từ được rồi mọi người. Cái đó hai chị, cái đó em còn nhiều lắm mấy chị Minh Điệu. Cái này em còn rất là nhiều. Cái này cả 50 cái em cũng có nữa. 50 cái loại này em vẫn có. Một ký em bán là 60.000 một ký. Anh chị nào có mua về làm quán hay gì thì liên hệ em phần này nha, cái này nha. Em bán cho mấy chị là 60.000 một ký.
em còn số lượng nhiều luôn đó. Còn bán lẻ thì em bán một cái là 30.000. Rồi 16 mắt rồi thôi bán đi mấy chị ơi. Nó đẹp quá trời đẹp. Chị Mỹ Hà chị lấy mấy cái chị Mỹ Hà? Không không, cái đó em chỉ giới thiệu thôi. Chị lấy mấy cái thì chị nói em. Tại cái đó em có số lượng nhiều. Em bán ký là một ký 60.000. Nhưng mà thằng đó mua, nếu mà em bán ký 60.000 em không bao ship nha. Rồi mấy chị ơi nhìn này ha, em có một cái này nè ha. Những cái này là nó là men rạng nha. Mấy chị nhìn này ha, men rạng nha. Con mèo này là men rạng. Ủa con Hello Kitty là men rạng. Ôm cái box, cái gì? Cái box rồi ha. Đấy. Rồi cái này em bán cho mấy chị là bao nhiêu đây trời? 80.000. Mã 80, chốt giùm em mã 80. Chị lấy mấy cái chị? Một cái 30.000. Còn nếu mà chị lấy ký mà số lượng từ 10 ký trở lên á là em bán chị một ký 60. 80, mã 80, ai lấy chốt em mã 80. Em báo trước cái tình trạng của nó nghe chị Liễu, cái con Hello Kitty này là men rạng nha. 80 chốt chị Minh Liễu. Hai mươi ký, ký 60. Một ký 60, phần đó em không có hỗ trợ ship được nha, tại em bán ở 20 tô hả? 20 tô thì em lấy chị một tô là có bao nhiêu tiền kìa? Một 20 tô thì em tặng cho chị 2 tô đi ha. Chào cô Sơn Thị. Dạ cô, tại vì cô bắt đi làm á cô ban ngày á. 20 tô, 20 tô em tính chị 500 rưỡi thôi ha. Dạ cô hay bán ban đêm lắm cô. Rồi một dĩa xà cừ nè mấy chị. Một dĩa xà cừ size này size to nha mấy chị. Dĩa này em bán cho mấy chị là 70.000, mã 70, anh chị nào lấy chút em mã 70. Đường kính là 26, em bán 70.000. Chuyện luôn, 70, mã 70 chốt em mã 70. Xà cừ nha mọi người, lấp lánh lóng lánh luôn. 70 chốt chị Mỹ Hà. Bữa nay con Thảo nó đi Long Xuyên rồi nghe chị Ngân ơi, không có giao hàng được. Trời ơi cái điện thoại. Ok chị, vậy để khui đi ha. Chứ không có đồ, không có đồ đẹp, không có ít đồ quá gửi xuống tốn tiền phí cũng vậy. Rồi một cái ly mấy chị. 20.000 mã 20 chốt em mã 20. 20.000 mã 20 anh chị thôi lấy chốt em mã 20. Hai mươi nghìn nha mọi người một cái cute 20 chốt cho Linh Nguyễn. Chia sẻ mấy chị ơi. Ai chia sẻ quay lại comment đã chia sẻ em tặng một món quà bất kỳ trên đây luôn. Bất kỳ một món quà nào trên đây. Ai chia sẻ quay lại comment đã chia sẻ.
em kiểm tra có chia sẻ em sẽ tặng một bất kỳ một món quà cho này, không cần phải chờ đợi luôn, tặng quà liền luôn. Đi rồi chị Thu ơi, em đi hàng rồi, để hồi em gửi cái mã vận đơn cho chị. Thật sự chị là em mới có đi hồi chiều này thôi, nhưng chắc ngày mai chị nhận đó chị Thu. Ok, tặng chị Duyên Ngân nè. Anh Thanh Khiết sao rồi? Rồi tặng chị Duyên Ngân cái này nè, một cái ly. Ok, đã chia sẻ tặng chị Minh Liễu món quà nè, ba cái chị Mỹ Hà nè. Ok Linh, coi tặng chị Mỹ Hà cái gì, coi tặng chị Liễu gì. Chị Liễu bán quán ăn hả chị Liễu? Dạ cô, con cảm ơn cô. Tại cái tặc của cô, em tặng chị Minh Liễu là một cái mài, tặng chị Mỹ Hà một cái mài, anh Thanh Hải nè, Hà Linh nè, anh Thanh Khiết. Ok chị, bữa nay em lên làm nhiều lắm. Bữa nay em lên làm nhiều lắm đó chị. Để em tặng quà cái nha mọi người. Linh, ủa anh Thanh Hải chứ lộn. Ok Thanh Khiết, có mà, có nè, có đây nè. Cái cảm nó nhiều được ta. Trả năng khiếp cái này đi, một cái ba năng, ủa còn một cái ba chân cho nó. Tặng Nguyễn Hà Linh với lộn, anh Thanh Khiết thì để tặng cái gì. Tặng một cái ly đi, ly uống nước đi. Anh hỏi nó rồi, nó đang vừa mới gì về tới nhà đó, hồi nó chuyển cho em chứ gì, em đôi vậy. Anh kêu nó rồi đó, nó mới đi chạy xe về tới nơi, chờ nó một chút đi rồi cái ly luôn với chị. Rồi ly này là mấy chị, ly này em bán cho mấy chị là 25.000, mã 25, chốt em mã 25. Ai lấy comment cho em mã 25. Ok, tặng chi món quà. Vô chi. Chị Thu nè, chị Hiển nè, chị Thu, hai mươi lăm nha mấy chị, một cái ly nè mấy chị, đẹp ghê luôn. Chị của nó làm đây nè, 25.000, mã 25. Ok anh Quỳnh Chi, Linh Nguyễn ghen tặng rồi phải không? Linh Nguyễn chia sẻ chưa? Phan mấy chị, nó bắt thời gian quá. Để qua đây đơn nha, để hồi em sẽ tặng quà sao. Để em cắt, rồi em sẽ tặng quà cho mấy chị xem. Mười lăm nghìn, mã 15, chốt em mã 15. Rồi có hiện tại không có, chơi hết rồi, hôm qua mới bán hết rồi. 15.000, mã 15, chốt em mã 15, một cái dĩa lam. Ai lấy comment em mã 15.
đóng đi còn nói hoài cái này bực bội. 15.000, 15 chốt chị Minh Liễu. Ở đây hàng lam đẹp lắm mấy chị ơi. Một cái dĩa Mr. Peter mấy chị nha. Một cái dĩa này là dĩa lộn. Dĩa thỏ 20.000. Mã 20, ai chốt chốt em mã 20. 20.000 mã 20, chốt em mã 20. Chị Thu sao nha chị Thu. Đổi gu nữa hay nhiêu không? 20 chốt nhiêu không? Chào anh Trung. Một cái ly mọc lam nè mấy chị. Ủa, một cái ly lam chứ lộn. Đây, về sô-cô-la còn mới cáo như này, ly to nha, uống trà là khỏi chê luôn. Rồi ly này em bán mấy chị 40, mà 40, ai chốt chứ em mà 40. Đường tính của nó là 9, ly này cao là 11, em bán 40.000. Mà 40, ai lấy chốt em mà 40. 40 chốt chị HTMV. Anh Thi sao rồi? Rồi cặp hai quai nè mấy chị. Cặp hai quai. Chuyện của nó. Rồi cặp này em bán 55.000, mã 55. Những cái này đắp nổi không mấy chị nhìn nè, mã 55, ai chốt cho em mã 55. Em thì chị là em bị Abidam. Abidam á mãn tính luôn á. Rồi nào giờ. Rồi thêm cái em hút thuốc nữa. Hôn hết chứ đâu bị gì vậy. 55 chốt Thảo Hiền. Ấm trà Tokonome anh, nhưng mà nó lọc của nó là lọc lưới chứ nó không phải là lọc tổ ong. Bọc đâu hết rồi trời. Đợi em cắm chị em lấy bịch cái nha. Không anh ơi, em có ấm bì rồi. Không có tô mấy chị. Tô này em bán mọi người 25.000, mã 25, ai chốt chốt em mã 25. Hai mươi lăm nghìn mã 25, ai lấy chốt em mã 25 nha. Ok anh Trung, để em tí anh Trung ha. 25.000
mã 25. Đường kính của nó là 14, cao của nó là 7. Vẽ hoa một cái tô lỡ 25.000 mã 25. Nè mấy chị, em có một cái này gác vá. Mà em có hai cái gác vá và một cái vá nè. Có chuyện luôn nha mọi người nè, chuyện nó nằm đây ha. Và nguyên set này em bán cho mấy chị là bao nhiêu tiền hay ta? 90 thôi, mã 90. Ai chốt cho em mã 90. Cái vá này vá mút canh to nha mấy chị. Mã 90. Ai chốt cho em mã 90. Chốt chị Minh Liễu. Xinh quá. 15.000 mã 15, chốt em mã 15. Một cái ly mày 20.000 mã 20, khắc ly mộc với chị, khắc khắc hoa ngôi sao đó, 20.000 mã 20. mười lăm chốt cho Diễm Xuân. Rồi có một cặp tô lam nè mấy chị, cặp tô lam. Đường kính là 14.5 tô lỡ nha. Cao của nó là 8. Cặp tô này em bán cho mấy chị là 70.000, mã 70. Hai em, ai chốt cho em mã 70. Một cặp tô lam 70.000, mã 70, chốt em mã 70. Đường kính 15, cao nó gần 8 nha mấy chị. 70.000, một cái có 35.000. Tô một gói mì. Chốt em mã 70 là 70.000. Ai lấy phần em mã 70 giùm em nha. Một cái diễn ngũ sắc. Đường kính của nó là 20. Chuyện diễn này em bán cho mấy chị là 45k, mã 45, ai chốt cho em mã 45. Bốn mươi lăm nghìn size 20, bán rẻ luôn mấy chị. Nó có bị nè, cái viền sô cô la nó bị phai tí nha, nhưng mà bên trong còn mới. 45 chốt mình luật sư như ngăn sao anh Thi sao. À ok em. Lam nè mấy chị. Em có một bộ này đó, gồm có tổng cộng là 2, 4, 5 là 10, 12 cái nè mấy chị. Bộ này em có 12 cái. Rồi nguyên cái set này em bán cho mấy chị là 200.000, mã 200. Chốt giùm em mã 200. Một bộ dĩa hình chữ nhật 12 cái em bán 200.000. Anh chị nào chốt em mã 200. Chào chị Hoàng. Tiếng chào hoa cúc hoa. Nãy em soạn soạn không nhớ có không nữa. Rồi em bán cho mấy chị 180 nè, 15.000 cái. Rồi đó, ai chốt em mã 180. 12 cái em bán 180.000. Ai lấy phần em mã 180.
một cái có 15 lần hả mấy chị? Hàng em mới về chiều rồi, anh đi lại có viên ti cho em rồi. Anh không có đi Phương Trang nữa đâu nha. Phương Trang đòi giá cao lắm, một thùng hàng nó đòi 250.000. Anh đi bên GNT rồi, hình như tiền phí cước của em là như có 140 mấy ngàn. Tất cả những cái hàng của em chốt anh đi hết rồi đó. Hồi nữa anh sẽ chụp bill gửi tính tiền cho em. 180 nha mấy chị, mừng 2 cái. Dạ chị, một chút nữa em gọi, em sẽ gọi, em sẽ báo đơn, báo bill cho chị. Em chốt hết rồi mà em chưa có gửi chị. Xe tô gửi xe Hoàng Long của em. Anh bữa hổm em chưa có chụp hàng áo em rồi mà nó bị lủng thùng hàng, bên GNT nó gửi lại cho anh rồi mới gói lại, anh gửi lại cho em thôi. Ấm này em bán cho mấy chị là 100.000, mã 100, chốt em mã 100. Một chút em sẽ báo đơn với bill cho mấy chị 100.000 cắm gì nha. Tocolome mã 100, chốt em mã 100. Mọi người thông cảm giùm em. Hoàng Long có gì? Hoàng Long làm gì có Nha Trang? Hoàng Long làm có Nha Trang em. Ấm này ấm không chuyện nha, nhưng ăn ok thì lấy nha. Để ông rồi nói nha. Hoàng Long làm gì có Nha Trang? Hoàng Long hả? Anh gửi 4 thùng em biết bao nhiêu, 9 thùng em biết bao nhiêu tiền không? Hỏi xe tô coi, 3 triệu. Một thùng 400 ngàn. Em bán em lời không? Của xe tô một thùng 400 á, hỏi coi. Nhưng anh không có quen, nhưng em biết cái từ đó mình đi ra ngoài xe anh nữa là phải tốn tiền vận chuyển nữa, một đoạn tiền hơi bị nhiều á. Hơi bị nhiều tiền á. Nên thôi anh gửi rồi, anh gửi hồi chiều rồi. 2-3 ngày tới thì gán đi. Chứ bây giờ mà gửi ngoài nữa tốn tiền dữ lắm luôn. Rồi dĩa này 20.000, mã 20. Chốt em mã 20. Chén ăn cơm hả? Đợi tí đi nha. Không, gì tí. Di anh Ti, anh nói thật với em, mới đây anh mới gửi một cái thùng hàng cho khách nhận rồi nha. Hàng Âu luôn, của chị Lan Lê. Không bể bất cứ cái nào hết. Không bể một cái nào luôn. 20 chút chị Nga Kim, một cái cũng không bể. Cái này anh đóng hàng, anh đóng thùng nhỏ mà, anh không đóng thùng lớn nữa. Nên nó... nó sẽ bể bở lắm. Và mấy chị, hai quay. Đẹp ghê mấy chị. Một cái 25.000, mã 25 kèm số lượng. Hai mươi lăm nghìn mấy chị. Cái quai của nó là khắc là mấy chị, hoa lấp nổi, mã 25 kèm số lượng. Em có tổng cộng là 3 cái. Ai lấy comment mã 25 kèm số lượng. Ở giữa hoa đẹp mấy chị ơi nè. Trắng tinh khôi luôn mấy chị. 25.000 cái à. Mã 25 kèm số lượng giùm em có tổng cộng 3 cái. Xem gì chị, ấm trà trắng hả? 25 x 3 chốt cho Nguyễn Thị Hoàng. Chị Mỹ Hà sao rồi? Hình như còn đây mấy cái nữa không ta? Tăng vàng lại em cái nè. Còn đây 2 cái nữa nè. Ok chị Nga Kim, đợi em chút. Còn hai cái chị Mỹ Hà lấy không? Chị Mỹ Hà lấy thì comment cho em mã 50 đi. Hay là chị Hạ Hoàng lấy hết. Hai mươi lăm nhân hai chốt chị.
Rồi một bình hoa nè mấy chị. Một bình hoa, bên em bán cho mấy chị là 70 nghìn thôi, mã 70, ai chốt cho em mã 70. Cao của nó là 17 nha mấy chị, em bán 70 nghìn, mới cáo luôn. Ai lấy thầm em mã 70. Một bình hoa, 70 nghìn. 70 chú Nguyễn Hà Linh. Chị Minh Liễu sao? À, cái đó anh có nha. Ok em, mã nhận đơn đây, để anh gửi liền luôn cho. Để anh xuống live chị chụp chuyển cho em. Cho em kiểm tra mã nhận đơn nha. Anh nói với em mã nhận đơn hả? Muốn làm bao nhiêu cái không được. Rồi ba cái ly nè mấy chị. Cái hàng của em đi đòi, thật sự ngày hôm qua là anh đã nhờ anh thuê 4 bạn sinh viên lại đóng hàng rồi. Hàng hầu như là đóng hết rồi. Chỉ có những hàng mới mới ngày mấy 2 3 ngày nay là chưa có đóng thôi. Ba cái ly này, ba cái ly sứ sương nha mấy chị. Ba cái ly sứ sương. Ba cái ly này em bán cho mấy chị là 40 nghìn thôi, mã 40, chốt em mã 40. Ba ly trà sứ sương 40 nghìn, mã 40. À cái này hả? Cái này là cái ở của bình hoa đó. 3A bình hoa này bán 25 nghìn thôi, mã 25, chốt em mã 25. Cặp bình hoa mini này em bán mấy chị là 40, mã 40, ai chốt cho em mã 40. 40 chốt cho chị Nguyễn Quyên. 25 chốt Nguyễn Hà Linh. Bốn mươi sao, khoan nha, để em từ từ nha. 25 là Nguyễn Hà Linh, 40 kế tiếp là Nguyễn Hà Linh luôn. Chị xứng yếu quá sao rồi. Rồi bộ ba cái chén nè mấy chị. Ba chén lam. Ba cái. Với cái này là một bộ nè mấy chị, một bộ nè. Một kiểu nè ha. Hai tô và ba chén. Em bán cho mấy ở ba chén và hai tô em bán 100 nghìn nè. Mã 100. Ai lấy comment giùm em mã 100. Hết F0 rồi ha, giờ chọc kẹo ha. Ba cái chén, hai cái tô, em bán 100 nghìn, 100 chốt Hà Tre. Mấy chị ơi, cố gắng nha, đừng xả sao like giùm em nha mấy chị. Để em làm một mình em không có kịp đó. Ờ, gì dù, không có đâu. Không có tức bụng rồi. Anh đâu có bụng bự đâu. Em nhìn đi. Không bao giờ. Anh đâu có bụng bự đâu. Đây. Chuyện của nó luôn. Hàng này là hàng của thằng Pháp. Ok chị, quên, sorry chị, để em lên liền cho. Cái này chị để em một chút đi, tại vì nó có tách trà của nó có một bộ luôn á. Rồi cái này em bán cho mấy chị 40 nghìn nè. Anh chị nào lấy chút em mã 40 hàng Pháp nha mấy chị. Cái này ghi là lớp tu dọt thay bơ gì này ha. Đây, 40 nghìn.
chọc em hoài, em ho hoài đúng không? Em tức em ho. 40 chút chị Mỹ Hà. Để em một chút nghe chị Quyên ơi, tại vì nó có cái nó có một bộ của nó chị Quyên. Có mấy cách đó. Chọc em hoài luôn á mọi người, thấy không? Ba, thôi thôi cái này đi. Cái này cho nó dễ nè, khỏi có tách cưới gì vậy. Ok ok. Ok, im mọi người yên tâm. Đây nha. Bộ này nó có 5 ly nè mấy chị. Có 5 tách thì sao thấy có 4 tách vậy ta? Để em chút nha mọi người. Người ta. Phải tạm thời bán 4 tách đi. Đây, một set trà mấy chị. Một bình và 4 ấm. Một bình và 4 ấm nha. Lọc có là lọc tổ ong. Cái này là thấu quang nha mấy chị. Rồi không hết thấy gì rồi. Nha mấy chị ha, thấu quang nha. Ấm thấu quang. Rồi set này em bán cho mấy chị là 250 thôi, mã 250. Ai chốt chốt em mã 250. Hai trăm rưỡi Đỗ Quế Mỹ Nhiên Ngân sao, Nguyễn Quyên sao, Mỹ Hạ sao. Quế ơi, nhường cho chị Nguyễn Quyên được không Quế? Quế ơi, nhường được không em? Quế nhường cho chị nha Quế, nãy giờ chị hỏi biết bao lâu. Ok, thì chốt đủ Quế. Hai chị Maria. Chị Mỹ Quyên ơi, inbox em đi chị Mỹ Quyên. Inbox cái fanpage em đi, ngày mai em chụp cho chị một bộ. Mấy chị cái này để gác cái gì, mấy chị gác đũa, gác muỗng, gác gì nè. Đẹp quá. Rồi, 40, mã 40. Còn chị inbox em đi, mai em chụp hình cho. Bây giờ đang muốn khui được đâu. Inbox cái fanpage em đi, 40. Bán rẻ luôn, cái này không biết bán gì luôn, bán luôn 240. Gác lẩu hay ngăn lại gì Quế? Không, không phải em ơi. Không phải, cái này không phải. 40 chút nha Kim. Nhưng ngăn sao? Cái này không phải, không phải đâu. Không phải là của cái gác ly đâu, không phải. Để coi lại làm gì nè ta. Không biết nữa, không nhớ nữa. Không quên rồi, thôi khó quá cho qua luôn đi.
cái tô sư tử. Rồi cái tô này em bán cho chị 45.000, mã 45, ai chốt chốt em mã 45. Sao thiệt mà. Sao chứ làm gì trời. 45 chốt Thanh Kiều. Nhưng mà cái đó là mã. Em xạo chứ làm gì. Coi không cho chị coi nè. Chị Nga Kim sao nha. Em xài cái máy của em mà. Em đang live 4G mà. Chị live máy nào chị coi máy nào. Hai cái điện thoại, ba điện thoại cũng vậy à. Em chốt theo máy chủ của em mà, sao đâu máy chủ máy chị được. Rồi bốn mấy chị, bốn cái bốn cái chén thấu quang. Bốn chén thấu quang. Chuyện. Bốn chén này em bán cho chị 60, mã 60, ai chốt cho em mã 60. Bữa nay em cũng xài hai cái điện thoại, em chốt theo cái máy trên màn hình đó. Bốn mươi nghìn mã 40 chốt, ở lộn 60.000 mã 60, 60 chốt đủ quế nè. Rồi bán rẻ không rẻ cho không luôn nha mấy chị. Ôi chết rồi. Quế ơi còn hai cái này nữa, quế ơi hai cái này lấy em 30.000 nữa không, quế ơi comment mã 30 luôn. Rồi bốn cái chén mấy chị ơi, bốn cái này 50.000 mã 50, bốn cái chén nè chuyện của nó nè. 50.000 mã 50, chú em mã 50. 30 quế. Cũng đủ quế luôn. Ê, thôi em lấy hết đi nè, vô bộ của em hết đi nè. Em bán từng cái mệt quá. Nguyên mẫu của em luôn á. Ôi còn 14 người vậy. Buồn với ta. Coi nào quý ơi, 1 2 3 4, bốn cái dĩa, bốn cái dĩa, bốn cái tách, bốn dĩa bốn cái tách mà nó mới xuất hiện hai cái nắp thôi nha. Không chị em không còn. Rồi nguyên cái này luôn 100.000 quý ơi, mã 100 nhanh gọn. Không sư pháp không có, đợt này chưa có cô không, cô không có sư pháp chị. Đời này không có sứ pháp. Một cái cũng không có nữa. Một trăm quế. Đợt này hàng không có được đẹp lắm. Bể dở rất là nhiều. Nói gì nữa gì ta. Ok chị Thanh Kiều. À bán chén cơm. Rồi em bán cho chị 40 chén cơm nè. Bên trong vẽ chiếc lá vàng nha mấy chị. Rồi bốn cái này em bán cho mọi người là 60.000, mã 60 chốt em mã 60. 40 chén cơm 60.000, mã 60 chốt em mã 60. 5 cái chứ 5 cái, 5 cái mấy chị. Ở bốn cái nè, bốn cái. 60 chốt cho Thanh Kiều, đổ quế sao. Mọi người sao nghe. Ở trên rồi.
30.000 cái tô lỡ chốt mở 30. Một cái tô pha lê. Tô này bán cho mấy chị là 31.000 mở 31, chốt em mở 31. Không, không có vỡ, không vỡ, không vỡ. Mã 30 chốt anh Thi, em kiểm tra rồi chị ơi, bình thường. Bình thường em bị Abidam mà bác sĩ kim cắt, em không dám cắt. Em sợ chết em không gặp được người yêu. Nên em không dám cắt. 31.000 nha mấy chị, mã 31, 31 chốt chị HTMV. Chứ không phải em ham công tiết việc đâu. Làm thì lâu ngày mà, vài tháng làm cả đời mà. Chứ em kiểm tra sức khỏe rồi mọi người ơi, không bị gì hết. Cặp này mấy chị. Rồi cặp này em bán cho mấy chị là 70.000, mã 70 chốt em mã 70. Mã 70 chốt mã 70. Gũa xả nữa rồi chết rồi. Không tại em hút thuốc đó mấy chị. 70 chốt hạ tre. Chứ ngoài ra không có gì hết. Em là sức khỏe là mạnh khỏe đàng hoàng. Thôi lên bán một vài cái món cute cho mọi người chốt nha. Một cái dĩa caro 20 mã 20 chốt mã 20. 21.000 mã 21. 30.000 mã 30. 20 21 bút chả. Ừ là Bo Trần ơi, khoan khoan khoan, hắn nhiêu tuổi Bo Trần, anh gửi GNT nha Bo Trần, nhắn anh cái địa chỉ cụ thể anh gửi GNT, anh không có gửi Phương Trang nữa. Phương Trang á, em có 2 thùng, em biết nó đòi bao nhiêu tiền không? 420.000. Thôi anh không gửi luôn. 20, 21, 30. Bo Trần nhắn địa chỉ cho anh em gửi GNT cơ. 2 ngày nhận được cả bao lâu. Ok ok, đợi em chút hãy. Anh nhiêu tuổi hả? Anh mới có 14 tuổi chứ nhiêu. Em inbox cái địa chỉ lại cụ thể giùm anh đi, anh gửi cho em, hàng em đóng xong hết rồi. Phương Trang nó đòi mắc quá, anh không gửi luôn rồi. Hả hả, em 14 tuổi chị Quế. Đúng rồi chị, GNT ghẻ, GNT mà giáp tỉnh giống như là trong phía nam của nó. 14 tuổi. Hai thùng 420.000. Sao anh dám? Ôi không tới đâu. Anh 37, 38 nè. Cô ha, cô Phương Quyên. Cô em á. Cô em á, biết không? Rồi bộ dĩa luôn mấy chị ơi. À đây nó có một cái dĩa này nữa nè. Một bộ nè. Cô teo mấy chị đây. Bộ này 2, 4, 5 dương cái này là 6. Rồi bộ này 100.000 mã 100. 6 cái dĩa 100.000 mã 100. Anh 82 á em nhiêu? Một trăm nghìn cái bộ dĩa của teo chốt 100 chốt cho chị Mỹ Hà. Anh 82 á, nhâm tuất á em nhiêu? Bữa nay bán rẻ.
Bữa nay sale sập sàn, bán cho nó hết 15-16 thùng hàng. Em hỏi anh rồi á, anh mới nói chuyện cho em nghe anh tuổi bao nhiêu tuổi rồi đó, tại em quên á. 82 giỏi hả chị? Ai cũng nói vậy chứ. Rồi 40, mã 40, chú này mã 40. Đúng rồi con chó. Bốn mươi đủ quế ha, chọc ghẹo ha, mà dẫn dẫn gì ha, ho nhâm tức, người ta nói nam nhâm nữ quý là khá lắm, mà em thấy có khá gì đâu. Rồi cặp dĩa xà cừ nè mấy chị, cặp này nó hơi không được mới lắm nha, không được mới lắm, em bán cặp này 30, mã 30, chốt em mã 30. Mã 30, chú em mã 30. Em lên một siêu phẩm. Chị Hà ơi, cái cặp dĩa nó không có được mới lắm nha chị Hà, em báo trước nha. Nên em bán rẻ nó có 30. Lấy nhanh đấy, ok nhanh. Rồi nhanh luôn, có mình là sao nhanh nữa không biết. Rồi cái dĩa mấy chị, dĩa bốm. Dĩa này size to mấy chị, rồi dĩa này em bán 40.000 dĩa. Mã 40 cần số lượng giùm em. Đây, bơm bốm, con bốm xinh, con bốm nâu. 3 cái, 120, 40.000 cái, chốt em mã 40 cần số lượng giùm em. Ôi mới có bao nhiêu mấy giờ? Mới có chưa 11 giờ à, chị Tre ơi, chị Hà ơi. 40.000 cái dĩa này nha mấy chị, mã 40 kèm số lượng, 40 trên 3 chốt cho chị Hà Mỹ Hà. Ok Linh ơi, ok em. Quên, nãy giờ quên đo cái size cho mấy chị. Quên, sorry mọi người. Em có lỗi quá. Rồi một khay trà luôn mọi chị. Khay trà trắng. Rồi khay này để em đo cái size nữa không. Bạn kia nhắc hoài mà cứ quên hoài. Cái thước đâu mất tiêu mọi người không? Giờ đi kiếm cái thước đây. Chị mà 20 á, em lại chị mà 20. Chứ chị có gia đình thì em kêu bằng chị thôi chứ sao nhờ, size 36. Rồi khay này bán 80, mã 80, chốt em mã 80. Rồi một cái khay mộc. Khay này, khay mộc này bán 100.000, mã 100, chốt em mã 100. Cái gì? 80 chốt qua trần. Một trăm chốt cho quế. Cái gì mẹ chị 40? Làm gì có chị ngăn, chị lớn tuổi rồi mà. Ủa gì đó hả? Rồi vậy chú không biết rồi cháu ơi. Rồi cặp dĩa này mấy chị ơi, cặp dĩa lam chuyện là chuyện đỏ nha, chuyện xưa nha.
Rồi cặp này em bán cho mấy chị là 70 nghìn thôi. Ở 60 nghìn thôi, mã 60, chú đây mã 60. Không có nghe Thanh Kiều. 60, mã 60, chú đây mã 60. Rồi cái này 35 nghìn, mã 35, chú đây mã 35. 60, chú Nguyễn Thị Thu Hiền. Rồi vậy phải kêu 35 chốt bo chành. Chị Du lé sao? Vậy thì tưởng em như 19, 18 nữa, hay 17. Thôi chứ kêu chị quen rồi, lỡ kêu chị rồi có sao. Kêu nó chẳng qua nó là cái xưng hô thôi, chứ đâu có quan trọng gì đâu. Đây chị có ngắm đây. Ấm đây. Lọc của nó là lọc lưới nha. Lọc lưới. Rồi ấm này em bán cho mấy chị là 100 nghìn, mã 100, chốt em mã 100. Chốt em mã 100, 35 sao rồi chị la lên đây. Em không còn thay dài mà em còn dĩa to được không? 100k nha, anh chị nào lấy chốt em mã 100. Ok, 100 chốt cho Trọng Lê. Em tưởng đâu chồng thôi, kêu bằng chị đi có sao đâu. Em kêu gì bằng chị có sao đâu, nhầm gì, kêu quen rồi đổi không được. Cái gì quán mất tiêu rồi. Đây bộ dĩa này chị, bộ dĩa này nó vẽ cùng túc gì nó vẽ cảnh nè, cái tranh của nó là mấy chị, bộ dĩa lam nha. Chuyện đó, bộ này bộ xưa rồi nha mấy chị. Bộ này bộ dĩ xưa nha, em có tổng cộng là 4 cái. 4 cái em bán cho mấy chị, bộ này là 120 nghìn, chốt em ở 120. Anh inbox vào cái fanpage giùm em đi anh Trọng Lê ơi. 120 nghìn bộ dĩa này nha, chốt em ở 120, một cái 30 nghìn. Trăm hai chốt đủ quế. Em gọi bằng gì hả? Em gọi bằng anh đi chứ gọi bằng gì. Tùng Trúc Cúc Mai. Tùng Trúc Cúc Mai. Bộ này bộ đĩa xưa rồi nha mấy chị, xưa hơi bị xưa. quên lên đây quên sorry để đọc sai cho quên. Lo nói chuyện không à, tán quá rồi cứ quên luôn. Bộ cái này khỏi đọc sai nha. 15 mã 15, 20 mã 20. Mười lăm hai chục chiếc lá, 20 mã 20. Hello Kitty 15 nghìn. Rồi một cái dĩa ý luôn, made in Italy rồi mấy chị, nó có bị nhem nhem một xíu rồi nha. Rồi em tặng ai lấy comment mã tặng em tặng gì vậy trời, cái gì quế, cái gì nó giả quế. Để ý đó, ai thích em tặng nha, comment mã tặng giùm em. Ok, tặng Nguyễn Hải Linh nè. Rồi em đây nhanh nha mấy chị ơi, hết ho rồi đó. Hút điếu thuốc xong hết ho rồi, bắt đầu like đó. Cặp dĩa chữ nhật luôn, cặp dĩa lam chữ nhật. Đường kính của nó là 28, ngang của nó là 13. Rồi cặp này em bán cho mấy chị là 70 nghìn, mã 70, chốt em mã 70. Hàng của thằng ta chi 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 nha mấy chị. Cặp này em bán 70 nghìn, anh chị nào chốt em mã 70. 70 chốt Nguyễn Hà Linh. Đỗ Quế sao, Bo Trần sao, Julius sao, Nguyễn Quyên sao. Rồi cặp này cặp Snoopy, cặp này bán 40 nghìn cặp tô. Chốt em mã 40, cặp Snoopy 40 nghìn, anh chị nào chốt em mã 40.
một cái dĩa hột đậu, dĩa này em bán 25.000, mã 25, chốt em mã 25. Hai mươi lăm nghìn cặp Snoopy 40, 40 chốt Hà Tre. Hai mươi lăm chốt Yến Nguyễn. Ngày mai anh mới đi hàng cho em được cái Yến Nguyễn. Rồi một cái tô mấy chị. Tô lỡ nha. Tô này tô lỡ viền sô cô la quên để không sai nữa. Đường kính 14,5 cao nó là 7, rồi tô lỡ này em bán cho mấy chị là 30.000. Mã 30 chốt em mã 30 đây. 30.000 cute mã 30 chốt em mã 30 một cái tô. Rồi một cái này luôn mới thố luôn mấy chị ơi. Thố này em bán 25.000 mã 25 chốt em mã 25, đường kính của nó là 12, cao của nó là 78. Em bán 25.000 mã 25. 30 chốt Nhi Ngân. Chị Mỹ Hà sao nhiều lắm chị Mỹ Hà ơi, chấm tương tác cho chị Mỹ Hà. 25 chốt Bo Trần. Chị sao nhiều lắm á. Dĩ lam nha mọi người, này nó bị dơ nha, em chưa có trà rửa vệ sinh lại á. Đây dĩ lam, đường kính của nó là 22, ngang của nó là 14. Rồi bộ này tổng cộng là 1 2 3 4 cái, em bán cho mấy chị 4 cái 100.000 mã 100, chốt em mã 100. 4 cái dĩ lam em bán 100.000 mã 100, ai chốt cho em mã 100. Trăm Nhi Ngân. Lên tô hả? Rồi cặp tô lam luôn. Chuyện nè, cái này là cặp tô này. Tô này có nắp nhưng mà hiện tại em không có nắp nha. Hiện tại em không có nắp nhưng mà để em kiếm cái nắp em ghép. Em kéo có nắp cho mấy chị. Hiện tại là không có nắp, em bán cho hiện tại không có nắp nha. Rồi cặp này không có nắp em bán cho mấy chị là 65.000, mã 65. Mã 65 chốt em mã 65. Chị Mỹ Hà ơi, chấm tương tác đổi 4G xài chị Mỹ Hà ơi. 65 nha mấy chị. Này chắc em có nắp á, chắc chắn em có nắp. 65 chốt cho chị Nguyễn Quyên, Yến Nguyễn sao nha. Một cái tô vẽ cảnh nè mấy chị, đẹp chưa chú Hề, ở lộn nông dân vẽ cảnh nông thôn, cây chuyện của nó luôn. Rồi cái này em bán 40 mã 40, ai chốt cho em mã 40. 40.000 mã 40 chốt em mã 40. Rồi một cái tô Snoopy lưng tô chó luôn mấy chị nè. Rồi tô này em bán cho mấy chị là 25.000 mã 25, ai chốt cho em mã 25. 40 chốt chị Thanh Kiều. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền sao rồi. 25.000 cái tô chó, chốt em mã 25. 25 chốt Thanh Kiều. Đinh Nguyễn sao. Quên đo sai nữa không nổi thật. À, hàng của Century 30 mã 30. Đây Century 25.000 mã 25. 30, 25. Cái 25 size của nó là 17. Cái 30 size của nó là 18. 30 chốt Trúc Linh. 25 chốt chị Thanh Kiều.
Rồi một cái hồ lô bằng gỗ luôn mấy chị ơi. Một bình hồ lô gỗ. Rồi bình này em bán 40 nghìn, mã 40, ai chốt cho em mã 40. À 40 nghìn mã 40, chốt em mã 40 nha. Xanh thấy hay vậy. 40 chút như ngăn, đường kính của nó là 20 nha mấy chị. Viền vàng nha mấy chị. À, không phai nha, cái này nó bị nó làm cái này nè, chỗ này cái nó trắng, cái chỗ này nó viền, cái chỗ u lên là nó trắng. Rồi cái đĩa này em bán cho chị là 35 nghìn thôi, mã 35, chốt em mã 35. Bốn mươi chút như ngân. Ba mươi lăm chốt Nguyễn Quyên. Chị Juliet sao, chị Như Ngân sao? Đĩa đẹp. Rồi một cái dĩa mấy chị, dĩa này 20 nghìn, mã 20, chốt em mã 20. Em có một cặp luôn. Một cặp này thì bán cho chị là 30 nghìn thôi, mã 30, ai lấy chốt em mã 30. Một cặp 30 nghìn. Anh Covid hai lần rồi, không biết gì nữa. 30 nghìn cái cặp dĩa này mấy chị, mã 30 cho chốt em mã 30. 30 chốt cho Nguyễn Thị Thanh Thu Hiền. Yến sao? Bộ dĩa trái nho mấy chị, ở trái dọn trái dâu, con cái nó bị lỗi men nè, cái lỗi men em bỏ ra. Rồi cặp này em bán cho chị 30, mã 30 kèm mã tặng. 30 nghìn, mã 30 kèm mã tặng. Dĩa trái dâu nha mấy chị, một cặp bán 2 tặng 1 nha. 30 nghìn, mã 30. 30 chốt bo trần. Ok anh để chung luôn nha, nó khỏi cái xé. Rồi ba cái ly lam nè mấy chị, chuyện đó nè. Rồi ba cái này em bán cho mấy chị là 40, mã 40, ly to nha. Anh chị nào lấy rồi đây em mã 40. 40 nghìn, mã 40, chốt đây mã 40. Ba cái ly lam 40 nghìn, mã 40. 40 chốt chị Nguyễn Quyên. Rồi một cái tô, tô lam, chuyện nó luôn. Rồi tô này em bán cho mấy chị là 35 nghìn, mã 35, chốt em mã 35. Không có anh Trọng ơi. 35 nha, cái tô lam. Tô này đường kính của nó là 17, cao của nó là 7, em bán 35 nghìn. 35 Thanh Kiều. Mười tám người đang xem. Cặp dĩa lam bên trong nó vẽ như này mấy chị. Ở cặp tô, cái đoạn cặp tô lỡ lam, chuyện đó. Tô này đường kính của nó là 15, cao của cái tô này là 6. Chết cha, cái bị tóc rồi, cái bị tóc rồi. Rồi bỏ ra bán cái này 25 nghìn, mã 25 kèm mã tặng. Tặng cái này luôn, 25 nghìn cái tô lỡ, chốt mã 25 kèm mã tặng. Chốt em mã 25 kèm mã tặng nha. 25 chốt chị Nguyễn Quyên, có một cái nó bị tóc em tặng nha, chị Nguyễn Quyên không có tính tiền nha. Đây, một cái tô như vậy mấy chị, có cái quai cầm đi nè.
Hàng này hàng của hàng Kuriyama. Rồi cái này bán 20.000 thôi, mã 20 chốt hay mã 20. 20.000, đường kính của nó là 17, em bán 20k, mã 20. Không, anh bị Abidam gì đó không sao hết. 20.000, đẹp xịn sò mấy chị, mã 20 chốt mã 20. Rồi, 40.000, mã 40, một cái lọc cà phê. Chốt em mã 40. Đường kính là 20 nha. Ngang của nó là 15. Một cái dĩa nè mấy chị, dĩa có ngang nè, 40 chốt chị Zule. Nè, hoa đó ha. Mã tiếp của nó là hoa, đẹp ghê luôn. Rồi, 30.000, mã 30, chốt em mã 30. Ba mươi nghìn mã 30, chốt em mã 30, đẹp mấy chị. 30 chốt cho Thảo Hiền. Ủa lộn, chốt anh Thi Nguyễn chứ lộn, anh Thi Nguyễn 30. Ba mươi nghìn mã 30, chốt mã 30. Một cái dĩa hoa nè mọi người. Dĩa này em bán 25.000, mã 25, chốt em mã 25, đường kính của nó là 23. Sau lòng em bán 25.000. Mã 25, chốt giùm em mã 25. chốt em mã 25. Này cái bộ nó cắt bộ. Ừ, 25.000 mã 25. Dĩa này, dĩa này 30.000, mã 30, chốt em mã 30, đường kính của nó là 25. Chuyện của nó luôn, em bán cái dĩa này 30.000. Anh chị nào lấy chốt em mã 30, đường kính 25. Ba mươi chốt cho anh Trọng Lê. Anh luật sư sao? Rồi. Cặp dĩa nè mấy chị. Cặp dĩa vẽ lá trúc, chuyện nó nằm đây nha. Cặp này là đường kính của nó là 27. Một cái 50.000. Mã 50 kèm số lượng, em có một cặp. Đường kính 27, hàng xưa, 50.000 một cái. Mã 50 kèm số lượng giùm em. Em có hai cái, em ưu tiên lấy hết nha mấy chị. Đây đẹp chưa? Chị Juliet ơi, chị comment trước nhưng mà chị có lấy hết không chị Juliet? Không, em ưu tiên anh Trọng Lê nha, em ưu tiên lấy hết. Lấy không chị? Lấy hết không? Lấy hết thì comment cho em mã 50 trên 2 giùm em cái. Đẹp lắm chị. Còn không, em ưu tiên anh Trọng Lê á. Tại em ưu tiên lấy hết. Ok em chị yêu. Rồi một cái chậu trồng cây của Adam Eva mấy chị. Chậu này em bán cho mấy chị là 20.000 thôi, mã 20 chốt em mã 20. Ok chị, 50 trên 2 chốt trọng lên. Một cái chậu trồng cây đẹp đó mấy chị. Ok em trọng lên. Đây mấy chị không lấy em lấy Adam Eva đàng hoàng. Chậu trồng cây. Mà ơi. Một dĩa Âu mấy chị ơi. Dĩa Âu. Ok chị, đường kính là 21, dĩa Âu đường kính 21, dĩa này em bán cho mấy chị là 25.000. Mã 25, anh chị nào lấy chốt em mã 25. Cốt dày nha mọi người. Rồi em bán cho mọi người một bộ dĩa này nè, hình như nó còn cái dĩa nhỏ nữa hay sao á, nhưng mà hiện tại em sẽ hiện có 3 cái nè, em bán 3 cái trước đi. Viền của nó là viền vàng nè mấy chị, họa tiết của nó là họa tiết đắp nổi hết luôn. Đây chuyện của nó, hàng này hàng của thằng Noritica vẽ vàng luôn, chuyện vàng luôn nha.
đường kính là 23, hai cái dĩa đường kính 23 và một cái dĩa đường kính 25. 26. Đây nó như vậy nè. Rồi ba cái em bán 100.000, mã 100. Anh chị nào chốt cho em mã 100. Ba cái dĩa 100k mã 100, chốt em mã 100. Một bộ nha mấy chị. Bộ ba cái. Ba cái. Sai mấy chị để em sạc pin cái để hồi cái nó sụp nguồn nữa. Bà còn có 500. Một trăm chút nghi ngon. Một trăm chút nghi ngon. Rồi cái này luôn mấy chị, dĩa này luôn. Chuyện của nó. Dĩa này em bán size 27. Rồi đĩa này em bán cho chị là 45.000. Cái dĩa này chốt em mã 45. Trời ơi áo rộng đâu, áo của anh mà. 45.000 cái dĩa này mã 45. Làm gì có bụng bự, em có em nói bụng bự thôi chứ ai đó bụng bự. 45 đủ quế. Anh không có bụng bự đâu. Làm gì có bụng bự. Dơ nha, cái gì bị dơ nha. Đó. Em có một cặp. Thôi không có mở luôn đó. Cô ơi cô. Size 28 nha mấy chị. Size 28 mọi người mua về tẩy lại ha. Đẹp luôn á. 28. Size 28 nha, dĩa này size 28 một cái, bán cho chị một cái này, dĩa này là 50.000 cái, mã 50 kèm số lượng, em có một cặp. Họa tiết của nó, những cái họa tiết của nó đắp nổi nha mấy chị. 50.000 một dĩa, mã 50 kèm số lượng. Chậm rồi hả? 100 chốt đủ quế nè. Tự nhiên đi đo đây. Thôi Phương Nguyên ơi. Người yêu anh cũng đang coi like đó Phương Nguyên à. Chửi chết á. Rồi một dĩa mấy chị. Dĩa này là dĩa hàng Trung nha. Đường kính của nó là 27. Rồi dĩa này em bán cho mấy chị cũng là 49.000. Mã 49 chốt em mã 49. Đường kính 27 em bán 49.000, mã 49 anh chị nào lấy chốt em mã 49. Cái 27. Sao chị nghe tới Trung Quốc là mọi người sợ không ai chốt hàng ha. Thật ra hàng của Trung Quốc đẹp lắm đó mấy chị. Bốn chín chú mình sơn ngủ. Bây giờ em nói mấy chị nghe, mấy chị mua mà men cảnh á, men lam cảnh á, bây giờ mấy chị cẩn thận. Hàng Trung Quốc bây giờ, hàng Trung Quốc y như là hàng Âu luôn. Lam cảnh, vẽ lam cảnh mấy chị thấy mà bán một cái 200-300 nghìn đó. Một cái đĩa cảnh la cảnh Âu mà 200 nghìn là 100% là hàng Trung. Rồi em bán cho mọi người một cái bộ này nè. Ba cái tô, một cái tô to, một cái dĩa hột xoài. Nói chung là chỉ duy nhất cái tô lo to này á, nó bị phai viền một tí thôi, còn tất cả là viền không phai. Đúng rồi em,
ba cái tô nhỏ size của nó là size 19 nha mấy chị. Tô size 19 cao của nó là 10. Cái tô lớn là size 24. Còn cái dĩa hột xoài á là size 35. 36. Dĩa hột xoài là size 36. Nè, hàng này hãng của hãng Hoya nha mọi người. Bộ này là của hãng Hoya. Dĩa hộp xài size 36, ba cái tô size 20 và một cái tô size 24 25 gì đó quên rồi. Một bộ này gồm 4 món. Rồi 5 món chứ lộn, 5 món. Rồi 5 món này em bán cho mấy chị, bộ này là coi bao nhiêu tiền ta? 120 với cái này 50 là 170. Rồi 270.000. Mã 270. 270.000. Ai chốt cho em mã 270. Nguyên một set luôn. Đẹp xịn sò luôn rồi mọi người, em cho mọi người xem. 270 chốt anh Sơn Nguyễn. Đây nha, hàng của hãng Hoya đàng hoàng đó mấy chị, chuyện của nó nha. Chị Nguyễn Liễu sao rồi? Bộ này anh Sơn chốt được, chúc mừng anh Sơn luôn á. Một cái đĩa hoa phù dung viền bạc ha mấy chị. Này nó bị dơ ra mọi người, về vệ sinh lại giùm em. Viền của nó là viền bạc. Chuyện của nó mấy chị, đĩa này đĩa xưa. Một cái đĩa chanh hoa phù dung, hai cái mèo, có những cái hàng Trung Quốc thì bây giờ chị thấy cái hàng Trung Quốc mà men shop á, nó cũng đóng mộc của Âu luôn á, nhưng mà thật chất ra nó là hàng Trung Quốc. Cái hồi chiều chị gửi cho em á, nó tựa gì á, để nữa gì để cái gì cái bữa mai gì đó em sẽ gửi cho Hình chị xem những cái đĩa mà men lam đó, men lam cảnh Âu, hàng chung cho chị xem. Rồi cái này bán 40 thôi, mã 40, rẻ gì trời, đường kính 24, dĩa sâu lòng 40 hình, mã 40, ai chốt cho em mã 40. Anh Sơn Nguyễn, cái đó em tự thật là em nhìn sơ, em không có khẳng định được nha chị, nhưng mà em sẽ gửi cho chị xem cái hình ảnh của những cái cái đĩa lam cảnh đó cho chị xem, rồi chị tự đánh giá nha, chứ của người ta bán em không có nói là của người ta này kia nọ đâu nha. Đó rồi, cái đĩa này em bán cho chị là 41.000, mã 41, chốt em mã 41, đường kính của nó là 24, 41.000 cái đĩa lam. Nói chung tùy theo shop mà chơi, chị thấy shop mà bán mà người ta thật lòng, nó thật tình thì chị mua, tại giờ nhìn cũng không biết được. Đây chị, em có lên cho chị coi mà, đây như thế này, đây nãy giờ chị không thấy chị đây. Đĩa này được không chị? Đĩa này đường kính của nó là 22. Đĩa này á, chị mua lẻ á, thì em sẽ bán một cái là 30.000, còn chị mua ký á, thì em sẽ bán chị một ký là 60. Đây cái này em có nhiều, em có đâu cả 70-80 ký, 100 ký, 60.000 ký thôi. Men tiêu. Chị ok thì mai em soạn cho. Cái này 41 nha chị, mã dĩ lam hạng của Hoya, mã 41, chốt em mã 41. Rồi ba cái dĩa viền xanh cô ba mấy chị. Chuyện của nó là một cô gái Tây, cô gái Hà Lan chứ. 41 chỗ Sơn Nguyễn. Đĩa này đường kính của nó là 23. Ba cái 100.000, mã 100, chốt em mã 100.
ba cái 100k là mã 100, ai lấy chỗ em mã 100. Trời, đến giờ này ra hỏng cho lớn vô. Hồi bà con hàng xóm ngủ thức ngủ không được cái chữ đó. Đĩa đẹp lắm mấy chị, đẹp lắm. Chuyện mới nè, một cô gái Hà Lan, ba đĩa 100 chốt anh Sơn. Ôi, còn có 12 người vậy. Mọi người chắc đi ngủ quá, mai đi làm. Một cái đĩa cute, đường kính là 30, đường kính 30, cái đĩa này em bán cho chị 60, mã 60, chốt em mã 60. chốt mã 60 Nguyễn Hà Linh. Rồi cái chén này luôn mấy chị ơi, chén này em bán cho mấy chị là 25.000, mã 25, đường kính là 13, 25.000 mã 25, chốt em mã 25. Thảo Hiền. Bộ dĩa lam. Bộ này có tổng cộng là mấy đĩa đây? 2, 4, 7 đĩa. 7 đĩa 105.000, mã 105. Đường kính là 17, 105, chốt Hà Tre. Nhưng ăn sao rồi. Bố cái dĩa đây chuyện đó. Rồi bốn cái đĩa này em bán cho mấy chị là 50.000, mã 50, chốt em mã 50. 50.000 mã 50, chốt em mã 50. bốn cái dĩa mã 50, chốt em mã 50. Cặp dĩa này em bán cho chị 40.000, mã 40, chốt mã 40, đường kính là 17. Cặp dĩa này 40.000. Cặp dĩa lan họa tiết đắp nổi, mã 40, chốt mã 40. nha mấy chị, một cái có 20.000. 40 chốt cho chị La Lân. Ba cái dĩa hoa tím, ba cái dĩa này cái viền nó hơi bị phai nha mấy chị, nhưng mà đẹp xịn sò trong chuyện của nó nè. Ba cái bán 60, mã 60, chốt em mã 60, đường kính là 20. Ba cái 60.000, mã 60, cái viền bị phai nha. Ba cái 60, chốt em mã 60. 60 chị Nguyễn Nguyên. Chị Nguyễn Nguyên ơi, em báo trước nghe, cái viền nó bị phai nha.
cái ma con này. Anh Trọng Lê, đợi em một xíu đi anh Trọng Lê, tại vì sao không? Tại vì hàng đó, nó bị chất chồng chứ chồng lên đó, em không có thể nào quốc lên được. Ly này 25.000. Mã 25, chốt này mã 25. Thanh Kiều. Rẻ nha. Chén cơm nè mấy chị, 1 2 3. Bỏ lộn cái này khác rồi. Này khác rồi. Có hai cái nè mấy chị ơi. Quế ơi lấy luôn là quế ơi, bộ của nó là quế ơi. Thấu quang, thấu quang, 4 cái thấu quang. 4 cái 70 quế ơi. 4 cái 70.000, mã 70. Đổ quế 70, chốt đi, còn ngóc ở chân thấu quang của em đây nè. Còn dĩa nữa. Bên gì dành ti quế ơi, à, Diệu Ái ơi, nó báo là bên em là có bị dịch hay gì sao đó mà hơi bị chậm lại một tí. Bên GNT nó báo dùng dịch gì đó biết đâu, chậm lại 1-2 ngày là em nhận hàng ha. 70 đổ quế. Ok ok, không có gì em. Nhận lên hết cho em luôn rồi quý ơi, em có chốt, em chốt luôn quý ơi. Không có đi quá rồi. GNT. Em gửi hàng bên GNT nha mấy chị. Nói bạn muốn mời mấy chị cứ kiểm bên GNT. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 món. 9 món này bán em nhiêu ta? 9 món này bán em 160.000, mã 160. Hai dĩa 7 thố 160. Chốt đổ quế. Rồi một cái đồng hồ mới chưa, đồng hồ này trang trí nha. Rồi cái này em bán cho mấy chị rẻ luôn, 70 thôi, mà 70, chốt em là 70. Một cái hũ của hàng Noritica nè mấy chị. Hũ đường. Hũ này em bán cho mấy chị là 45.000, mã 45, chốt em mã 45. 70 chốt Seto. 45.000, mã 45. Ok ok, để chút nha. Nhiên ngân. Rồi. Anh Sơn, bữa anh Sơn hỏi em cái nắp nồi nắp sang nhiêu anh Sơn? Này không phải. Rồi cái này bán cho mấy chị 80 thôi, mã 80, ai chốt cho em mã 80 nha. Cái ly này nấu được nha mấy chị. Mã 80 chốt em mã 80.
80.000 mã 80, chốt về mã 80. Tám mươi Thanh Kiều, chốt 4G đi chị. La La Lanh ơi, xài 4G đi chị. Bốn G đi, chốt ok. Không phải một cặp rồi, em bán cho chị một cái dĩa lam nè, một dĩa hộp xài, dĩa lam hộp xài cái mấy chuyện của nó nè. Dĩa lam này, đường kính của cái dĩa lam này là 39 x 40, ngang của nó là 27. Một trăm nghìn bán rẻ luôn, mã 100. 100.000 cái dĩa lam này, ai lấy chốt em mã 100 nha. Một trăm nghìn mã 100 cái dĩa lam đó. Một trăm đổ quế nguyên ngăn sao chị Hà Ngô sao. 100.000 chuyện luôn, bằng sai nha mấy chị. Rồi cái đĩa này em bán cho mấy chị là 105.000 mã 105. Một lẻ năm, chốt em ở 105. Bằng sai, ai lấy chốt em ở 105. Cái đĩa 105.000 đẹp lắm chị. Và một đĩa này đĩa to, đĩa lam. Hàng này là hàng của thằng Son, Make in Japan gì nè ha. Đường kính của nó là 43, ngang của nó là 32. Rồi đĩa này em bán cho mấy chị là 170.000 mã 170. 170, đường kính 43, ngang của nó là 32, em bán 170.000 mã 170. Đẹp ghê không mấy chị ơi. 170 chốt thị đào thị bích, đổ quế sao rồi. Rồi một cái đĩa hột xài mấy chị, cái này bị dơ nha. Đường kính là 32, ngang của nó là 23. Rồi cái đĩa này em bán cho mấy chị là 50, mã 50, chuyện của nó nè. 50.000 mã 50, chốt em mã 50. Dầm, dầm không có. Một cái đĩa hoa hồng mấy chị ơi, nguyên cành hoa hồng. Sai nè. Đĩa này bán 100.000 mã 100, đường kính là 36, ngang của nó là 27. Em bán cái đĩa này 100k mã 100, ai chốt chốt em mã 100. Anh không có giọng. Rồi tiếp một cái đĩa này luôn, này của thằng Sango, trăm đổ quế. Đường kính của nó là 36, ngang của nó là 26. Rồi cái đĩa này em bán cho mấy chị là 95.000 mã 95, chốt em mã 95. Mã 95, chốt em mã 95.
Đĩa đẹp lắm nha mấy chị, còn đẹp nha. Rồi em bán một bộ dĩa ăn cho mấy chị nè. Ok chị Hà, cái 95 là 100. Cái này hả chị Hà? Này trăm thôi, lấy diện trăm thôi. Hai cái này, cái 95 cái 100 nè. Chị lấy không? Lấy luôn ha, lấy hai cái này ha. Chị comment giùm em mã 195 đi chị. Rồi em bán cho chị một bộ lam này nè nha. Cái này là sâu lòng, cái này cũng sâu lòng luôn. Đường kính là 21. Rồi bốn cái này em bán cho mấy chị là 110.000 thôi. Chốt em mã 110. 110.000 chốt giùm em mã 110. Một bộ bốn cái lồ lam đó em bán mấy chị 110.000, chốt em mã 110. Bốn cái dĩa mấy chị 110.000 mã 110. Mã 110. Một một không chú anh Sơn. Một cái sông trầm, một cái sông trầm tam thái mấy chị, 100.000 mã 100, chốt em mã 100. Một cái sông trầm tam thái 100k mã 100. Ai lấy comment giùm em mã 100. Một trăm nghìn, 100 chốt anh Sơn Nguyễn. Rồi bộ tô oval là mấy chị hoa này nha, chuyện của nó nè, hàng này cũng xưa lắm rồi nha. Cặp này em bán cho mấy chị là 75.000, mã 75. Chốt em mã 75. Đường kính của nó là 24. 75.000, mã 75, chốt em mã 75. Bảy mươi lăm chốt cho chị Như Ngân. Anh Sơn Nguyễn sao rồi? Chậm dữ vậy. Em sao á? Ủa sao anh không hết đơn anh không được ta? Không chị ơi, kỳ vậy. Khoan là mọi người đợi em tiếng nha. Kỳ vậy trời.
máy này nó cũng bị điên rồi. Đây em xíu với chị. Rồi tiếp. Cặp dĩa này 65.000, mã 65. 60 thôi, 60 thôi mấy chị. Mã 60, chỗ này mã 60, size 22. 60.000, mã 60. Không có chị. 60.000 mã 60, chỗ này mã 60 cặp dĩa. Chuyện có không? Không, không có. Nếu có chị in là nó kêu rồi. 60.000 cái cặp dĩa, chỗ này mã 60. Một cái dĩa ma lam mấy chị. Đường kính của nó là 23. Dĩa lam này em bán cho mấy chị là 25.000 thôi, mã 25, chốt hay mã 25. Nó không phải hết dinh đâu. Set trà. Set này em bán 40, mã 40, anh chị nào chốt chốt em mã 40. Phải chị, phải. Xếp trà hoa 40.000, 40 chốt cho chị La La Lâm. Chị Phương Nguyên sao? Hả? Có. Được thôi chứ sao phải xin anh. Rồi, ba cái ly rượu 30.000, mã 30, chốt mã 30. 3 cái ly rượu 30.000, mã 30, chốt em mã 30. 30 chốt Thanh Kiều. Xê tô sao em ơi? Phương Nguyên sao luôn rồi. Sao bữa nay mạng em chậm dữ vậy? Máy này kia hả? Ok đã lên. Chuẩn bị nha. 1. Này bị bẻ rồi bỏ. 2 3 4 5. 5 cái. 5 cái này em bán cho mấy chị là 140.000, mã 140, hũ sắt. 140. Chốt em mã 140, 5 cái. Ngủ sắt nha mấy chị. 140 chốt xe tô anh Sơn Nguyễn sao rồi. Cốc trứng là gì em? Anh bỏ luôn cái mẻ vô cho em luôn nha. Cốc trứng là gì? Cái gì Phương Nguyên, cốc trứng là gì em? Cốc trứng là gì? Rồi tô 30.000, mã 30, nguyên một bài cá con. Chốt mã 30. Hả? 30.000, mã 30, chốt mã 30. Rồi mấy chị ơi, dĩa bằng inox rồi mấy chị. Dĩa bằng không phải bằng inox mà bằng gì ta? Bằng ok để lên liền. Nè mấy chị nhìn nè. Nó chạm khắc nổi luôn nè. Này bằng bạc nha mấy chị, silver nha. Bạc nha, dĩa này dĩa bạc nha. Dĩa bạc chứ không phải dĩa gì nha mấy chị, dĩa bạc nha. Nè đây nó có mộc nè. Silver. Bộ này có 1 cái, 2 cái, 3 cái, 5 cái, 5 cái dĩa bạc. Rồi một cái 40.000, 5 cái 200, chốt em mã 200. Ừ đúng rồi, bạc. Bạc mà mạ, đúng rồi, black. Black tiếp vậy nè. 200 chốt Phương Nguyên. Xe tô sao?
bằng bạc. Bạc nó chữ plastic có nghĩa là nhuộm á, si á. Rồi tô mấy chị tô hoa nè. Tô hoa em có một cặp, một cặp tô đường kính là 17, cao của nó là 7. Rồi cặp này gặp tô một với mì nha, cặp này em bán cho mấy chị là 60.000, mã 60, chốt em mã 60. Đúng rồi em, 60.000 mã 60, chốt em mã 60. 60 anh Sơn. Dạ em đâu biết đâu mọi người thích đâu, em lỡ chốt cho bạn Phương Nguyên rồi. Cái đó bạc si chơi silver black, bạc si chứ không phải là bạc hi khối đâu, nó không phải là bạc cóc đâu. Cái này là cái gì mấy chị, cái mài cái miết gì nè em không biết. Đây nè, rồi bán mấy chị cái này 30.000 thôi, mã 30, chốt mã 30, chuyện của nó. Ba mươi mã 30, chốt em mã 30. Tô này 60.000 mã 60, chốt em mã 60. Sáu mươi nghìn cái tô này, mã 60, chốt em mã 60. Đường kính của nó là 14, cao của nó là 10. Sáu mươi nghìn đẹp chưa mấy chị, mã 60, chốt em mã 60. Ôi lộn, lộn, 50.000 mã 50, chốt em mã 50. Sorry nha mấy chị, 50.000 mã 50, chốt em mã 50. Hai mươi lăm nghìn mã 25, chốt em mã 25. Ba mươi nghìn mã 30, một cái chén mộc. Đây mấy chị, một cái này, cái này bốn chân, bốn chân nha. Cái này em bán cho chị cái này 50.000 mã 50, một cái dĩa bốn chân mộc men chảy em bán 50k, chuyện nằm đây. Cái này bán 30 mã 30. Năm mươi xe tô, 30 thanh kiều. Chị Julie sao? À à, quên, 50 cho em phải 30. 50 em là cái mặt kia. 50 này như có mấy cái á. Rồi mẫu tô lam cảnh, lam của chú Tiểu mấy chị. Rồi tô này em bán 40, chuyện đó nè, mã 40, chốt em mã 40. Tô to nha, đường kính 20, cao của nó là 7. Bốn chục mã 40. Bên trong chú Tiểu vẽ cảnh nha mấy chị. Tô lam đẹp ghê luôn. 40.000 mã 40, anh chị nào chốt cho em mã 40. Một cái ly Noel xứ xương, ly này em bán 25k thôi. Bán nằm rồi, lộn lộn rồi, thôi kệ. 25 mã 25, chốt em mã 25. Chuyện của nó nè. Xứ xương hàng Âu, 25.000. Hai mươi lăm Phương Quy, ok. Cái gì đẹp quá, quên bán nhầm. Rồi khay đồ ăn mấy chị, khay thức ăn, khay này em có hai khay, một khay em bán 45.000 khay, mã 45 kèm số lượng, ngang của nó là 27, ổ dài có trường kính 27, ngang của nó là 20. 45.000 một khay, mã 45 kèm số lượng, màu be nha, chứ không phải màu trắng nha. Em có hai khay, ai lấy comment cho em mã 45 kèm số lượng nha.
45/2 chốt với Sơn Nguyễn. Rồi một cái tô mấy chị. Tô này màu xanh ngọc nha. Đường kính của nó là 17,5, cao của nó là 11. Rồi tô này em bán 40. Mã 40. Ừ. 40 mã 40, chốt em mã 40. Bữa nay đi ra ngoài hút thuốc hay bị nhiều. 40.000 mã 40, chốt em mã 40. 40 chốt Thanh Kiều. Chịu thôi chứ giờ sao nữa. Ra ngồi phê cà pháo công việc. Rồi người ta mời hút hút luôn chứ sao. Rồi bộ chén chấm nè mọi người. Bộ này em có tổng cộng là 2, 4, 6, 8. Xin phép em để diện em chị, tại vì thẳng cái gò không được, nó tê quá. 2, 4, 8 cái này, 8 cái chấm này em bán cho mấy chị là 90. Mã 90, chốt em mã 90. Tê cái gò luôn. 8 cái, mã 90, chốt em mã 90. Chấm đẹp mấy chị. Xin 8 cái 90, mã 90. Ai chốt cho em mã 90. Ừ. Chốt anh Sơn. Chị Triệu Hiển sao? Bốn cái ly để vẽ lá chút. Viền vàng còn mới cáo luôn, chuyện đích. 4 cái em bán cho mấy chị là 55.000. Mã 55. Ly cao nha mấy chị. Mã 55. Anh chị nào lấy chốt em mã 55. Một bộ 4 cái ly chút 55.000. 55 chốt chị Nguyễn Quyên. Xe tô sao em ơi. Bốn chục, mã 40, chốt em mã 40. Đường kính của nó là 25, ngang của nó là 17. Em bán 40.000, mã 40, ai chốt cho em mã 40. 40, mèo gốm. Sao? Rồi một bộ oval nè mấy chị. Một bộ tô oval vẽ hoa đẹp ghê luôn. Chuyện nó làm đây. Bộ này gồm có 3 cái. Đường kính của nó là 23. Rồi một cái 35.000 cái, mã 35 kèm số lượng. Em có tổng cộng 3 cái. 35.000 cái, mã 35 kèm số lượng. Ba mươi lăm nghìn một cái oval đó mấy chị, mã 35 kèm số lượng giùm em. Vẽ hoa đẹp lắm mấy chị ơi. 35 kèm số lượng tô oval. Hai mươi lăm nghìn mã 25 Mr. Peter gì nữa ha. 25 mã 25, chốt em mã 25. Ba mươi lăm trên ba chốt anh Sơn. 25 chốt mèo gốm. Tô lam mấy chị, tô lam vẽ gồng ha. Chuyện rồi đẹp quá. Một cái tô lam vẽ phượng. Tô này tô to nha mọi người.
Tôi làm vẽ phượng thì đường kính của nó là 22. Tôi làm vẽ cảnh, vẽ cũng phượng luôn nhưng mà là size 20. Cao của size 20 là 10, là 8. Cao của size 22 nó là 11. Cặp này em bán cho mấy chị là 90.000. Mã 90. Chốt em mã 90. Một cặp lam phượng, một cặp lam vẽ phượng 90.000. 90 chốt anh Sơn. Trân trọng Lê sao cho Nguyễn Nguyên sao. Lam vẽ thỏ đùi với chăn. Còn cái tô lam này em bán cho mấy chị là 35.000. Mã 35, chốt em mã 35. Hình như nó có một cái điểm lót nó mất rồi. Ba lăm mèo gớm. Chén mài hả em? Sợ. Có cái mài này được không ấy? Để anh đưa cho em câu cái này nha, coi được không nha. Hằng ơi, có cái mài này được không Hằng? Mài rau củ cho em bé á. Ủa mới bỏ ra đâu mất tiêu rồi trời. Ở đây nè, cái này được không Hằng ơi? Có cái mài nè, chuyện nè. Cái mài này em bán 30.000 nè, mã 30. Ai lấy comment em mã 30. Một cái chén cơm, hai cái chén cơm, cu teo nha. Ba cái chén cơm, bốn cái chén cơm. Bốn cái 55.000. Mã 55. Chốt em mã 55. Hai cái chén cu te 55. Chốt cho mèo gớm. Anh Trọng Lê sao, Sê Tô sao rồi. Bộ dĩa hoa là mấy chị đẹp ghê không, màu be nha, màu vàng, hàng của thằng Yamaka chuyện vàng luôn. Đường kính là 17.5 nha mấy chị ơi. Dĩa này đường kính 17.5, bộ này còn mới cáo luôn, chuyện vàng. Bộ này 5 cái này em bán cho mấy chị là 90. Mã 90, ai lấy chốt em mã 90. Hàng của Yamaka size 17 em bán 90.000. 90 chốt anh Thi Nguyễn, anh Sơn Nguyễn sao. Bộ này có 4 dĩa 4 tắc nha mấy chị. Hiện tại bây giờ một cái nó bị thất lạc đâu rồi, nhưng mà em sẽ tìm ra được. Đây set này nó có 4 set 200.000. Mã 200, chốt em mã 200. Bốn set 200.000, mã 200, chốt em mã 200. 200 chốt anh Sơn.
ly lam có nắp chấm bi. Một cặp. Cặp này 70, mã 70. Chốt em mã 70. Mã 70 chốt em mã 70. Một cặp ly lam chấm bi. Có nắp 70.000. Một cặp mã 70. Anh chị nào lấy số em mã 70. Cặp diễm mộc men đá chuyện. Cặp này em bán 60.000. Mã 60. Ai chốt này em mã 60 vuông dứt nha mấy chị. Đường kính của nó là 17, vuông dứt em bán 60.000. Mã 60. Họa tiết hoa nó màu đỏ. Màu đỏ màu hồng nữa em biết. Thố 3 tầng ngũ sắc. Chuyển nắp. Thố này em bán 170.000, mã 170. Ai lấy chỗ em mã 170. 170.000. Chỗ em mã 170. 170 chỗ Thảo Hiền. Anh Sơn sao? Anh Thi sao? Một tô một chén. Bộ này em bán 35.000. Chấm bi nha mấy chị. 35. Một dĩa một chén cái lột. Một dĩa một chén 35.000. Mã 35. Chốt em mã 35. 35k. Mã 35. Mới cái tách. Tách trà. Tách này 40, set này 40, mã 40. Anh chị nào lấy chốt em mã 40. Hai chị thủy. 40.000. Đẹp cực kỳ, viền không phai, còn mới cáo. 99%. 40.000. Xếp trà màu đỏ này mới được màu cam chứ mã 40 chứ em mã 40. Không lấy là hơi bị tiếc ra mọi người. Đẹp lắm luôn. Thôi để tên. 10.000 mã 10. Chú em mã 10. Em bán một cái ấm Tokonome mấy chị. Đây mọi người nhìn nè. Lọc là lọc lưới. Ấm này em bán 100 ta. Mã 130. Anh chị nào chốt cho em mã 130. Mã 10 miều. Ấm trà Tokonome 130.000, mã 130. Lọc lưới. Đừng. Nghe ghê quá. Bộ dĩa nè mọi người. Hàng này là hàng của Trung Quốc xưa. Hàng Trung. Đường kính là 16. Bộ 4 cái dĩa này em bán cho mấy chị 40.000. Mã 40. Chốt em mã 40. 4 cái 40. Mã 40. Mới cái đâu đây này. Một trăm ba chú Trọng Lê. Rồi mấy chị, ba cái nha mấy chị. Cái kiểu nó như vậy là eo bán đại nè. Một cái chuyện, hai cái chuyện, ba cái chuyện. Rồi ba cái này bán 80, mã 80. Nó là tô lỡ.
3 cái 80. Mã 80. Anh chị lấy cho em mã 80 không? Làm. Ôi trời ơi. Ba chục nghìn mã 30, chốt em mã 30. Mario đừng. 30 chốt cho Thanh Kiều. Anh Sơn Nguyễn sao rồi? Một cái chấm, hai cái chấm, ba cái chấm, lộn xộn nha, bốn cái chấm, năm cái chấm, rồi năm cái chấm là 30 nghìn, mã 30, ai lấy comment lên mã 30. Ba cái 30, rồi một ấm trà. Lập tổ ong này, cái này nó kiểu của nó chứ không phải bị mẻ nha quý vị nha, cái kiểu của nó nha. Lập tổ ong rồi, ấm này bán 100k mà ăn 100, ai lấy comment em bán 100. Ấm đó 100 nghìn mà ăn 100. Bốn cái dĩa lưới 25 nghìn mã 25. Một cái dĩa lam 20 nghìn mã 20. 100 trọng lê anh Sơn sao. Hai mươi lăm anh Sơn Nguyễn. Hai mươi sáu nghìn mã 26. Sang 21. Đây một cái mài nè, quên nữa. Hằng ơi, Hằng có không Hằng? Một cái mài. Cái mài này em bán cho mấy chị, cái mài này 30 mã 30. Hằng ơi còn đó không Hằng? Hai mươi mốt chị Lưu Lê 30 Sơn Nguyễn. Ba mươi dịp hàng sao rồi. Để mai anh xổn cái đó cho. Cái này nhưng còn một hai cái nữa. Cái mài á, để mai anh xổn thôi. Và bộ dĩa hoa nè mấy chị, một bộ dĩa hoa nhí nha, viền vàng còn mới cáo luôn mấy chị, không phai nha, viền vàng còn mới luôn, size 21 sâu lòng. Bộ này gồm có 2, 4, 5 cái, 5 cái em bán cho mấy chị 120 nghìn mã 120. Ai lấy comment giùm em mã 120. 120 nghìn 5 cái dĩa, size 21 sâu lòng, em bán 120.
Anh chị nào lấy comment em ở 120. Mới cháo luôn nha mấy chị. Viền không phai luôn. Ai mà xài đồ bộ xài này được, làm muốn cái này bộ này được. Một trăm hai mươi k năm cái. Hai mươi nghìn, 21.000, 120 sơn. Và mấy chị ơi, em có một bộ này đâu mà quên, để nó mất tiêu rồi. Có hai cái, một đống dĩa nãy rồi. Đây nè mọi người, hồi nãy em có 12 cái rồi. Bây giờ là cái này em có tổng cộng 13, 14, 15, 16, 17, 18 cái. 18 cái dĩa gì mấy chị? 18 cái dĩa em bán cho mấy chị là 220.000, mã 220. 18 cái 220.000, mã 220. Ai lấy chốt em mã 220. Đó, tìm được. 18 cái nha mọi người. Mười tám như vậy nè, 220 tính ra cái có 15.000 hả mấy chị? Ủa đúng không? Không, không tới 15.000, 18 cái mà 220. Rẻ sừng luôn. Có không chị? Có không? Không vậy đi. Thôi vậy thôi đi, cho qua cái mã đó đi. Em không nhớ nữa. Mười lăm, mã 15. Ủa gì hả chị? 20 một cặp, mã 20. Cặp này 30, mã 30. 15 xê tô. Cái này cute này dễ thương. Rồi em bán bộ này mấy chị, bộ viền vàng nha. Hàng Noritike. Bộ này gồm có 4 cái 60, mã 60. Chốt em mã 60. Một cái gì này vậy mấy chị? 15.000, mã 15. Hai chục, 25. Hai chục, 25. Đại hội chấm bi là mấy chị ơi. 25 chốt Thảo Hiền.
Sao anh nói gì em không hiểu á. Nè mấy chị, bộ này bộ chấm bi nha. Bộ chấm bi này đẹp lắm nè mấy chị. Bộ dĩa và bộ một cái chén. Minh Lương ở đâu anh? Không phải anh ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. 6 món này em bán cho mấy chị nguyên một bộ này là 150.000. Ở lột, đúng rồi. Sáu món 150.000, đường kính là 25, bốn cái dĩa đường kính 25, một cái dĩa đường kính 20 và một cái bát cơm. Nguyên bộ này em bán là 150.000, mã 150. Ai lấy chỗ em mã 150. Chấm bi đẹp lắm quý vị nha, nguyên bộ chấm bi luôn, 150.000, mã 150. Không, em không có ở Minh Lương anh. Bộ này bộ 4 cái dĩa mộc em bán cho mấy chị là 60.000, mã 60. Ai chốt cho em mã 60. Ừ, em lên mấy món nữa. Mình xuống like mấy chị. Nhà kia chơi Anna nữa rồi. Mười lăm k mã 15, to chà bá luôn. Một cái thố hoa này em bán 30, mã 30, chốt em mã 30. Một cái thố vịt này em bán 40.000, mã 40, chốt em mã 40. Một cái thố cà rốt này em bán 45.000, mã 45, chốt em mã 45. 30 anh Sơn. Nè mấy chị, 40 nha. Cái dĩa vịt, cặp vịt 40. Cái này hố này 45.000, vẽ cà rốt chuyện luôn. Mã 45. Và em lên hai cái IPK nữa, hai cái IPK banana nữa là nghỉ nha mấy chị. À chưa nè chị ơi, chưa có bán. 40 Seto. 45 Seto. Một cái cabana mới chị. Thị tinh. Đẹp quá. Màu hồng nha mọi người. Đường kính của nó là 30. Ngang của nó là gần 30. Cái này em bán cho mấy chị là 350.000. Ai chốt cho em ở 350. Một cái cabana 350.000. Chốt em ở 350. Rồi một y cabana mộc 30 Seto. Rồi cái cabana mộc này em bán cho mấy chị là 370.000, mã 370. Ai chốt cho em mã 370. Một y cabana mộc có chuyện đàng hoàng á mấy chị. Chuyện hôm nay nha. Y cabana mộc đẹp chưa? 370.000, mã 370. Để đo cái size nó cho mọi người. Đường kính của nó là 26-27. À, em bán 370.000 cái cabana mộc này. Nó đẹp lắm mấy chị, cái này nó đẹp. Nè. Cho mọi người xem nè, như khúc gỗ. Như gỗ cây. 370, ai lấy chốt em mã 370. Còn cái món quỷ thì không thấy nó đâu. Rồi anh chị ơi, ai đang xem livestream cho em xin một chấm nè. Em tặng mọi người một món quà rồi em xin phép xuống live. Ai đang xem cái chim trong xin một chấm, em tặng anh chị một món quà, em xuống lau nghỉ. À che.
À, che tặng cái tô. Một người một chấm thôi mấy chị. Thanh Kiều, Bạch Diệp Hoàng, Phương Uyên, Anh Sơn Nguyễn, Trọng Lê, chị Lê Bích Thủy, Nguyễn Nguyên, chị Minh Liễu, Mèo Mèo Gớm, Thảo Hiền, Nguyễn Hà Linh, Nguyễn Nguyên kia, Juliet, Anh Thi, Linh Nguyễn, Thanh Kiều. Cảm thấy mệt trong người quá. Linh Nguyễn. Juliet. Hơi bị nhiều. Nguyễn Quy. Chị Nguyễn Quyên. Tặng cái thốn. Anh Thi Nguyễn. Tặng cái ly này. Thanh Kiều. Thanh Kiều. Rồi, Thanh Kiều. Còn Nguyễn Nguyên rồi đúng không mấy người? Nguyễn Nguyên tặng rồi. Nguyễn Hà Linh. Hà Linh. Hà Linh tặng ly. Ok ok mọi người. Còn ai nữa quên. Thảo Hiền. Linh Nguyễn nãy đang có âm cho ta. Chị Minh Liễu. Anh Kiều có rồi đúng không? Anh Trọng Lê. Tặng tôi nha. Chị Lê Bích Thủy. Dĩa Lan. Anh Sơn Nguyễn. Tặng Sơn Nguyễn khay này. Ok mọi người. Phương Uyên, Linh Nguyễn chưa có đúng không? Phương Uyên. Bạch Diệp Hàng. Ok, tặng hàng cái này luôn Hàng ơi. Cái mài luôn. Chơi đẹp luôn. Ok anh. Tặng hàng cái mài luôn. Linh Nguyễn. Linh Nguyễn tặng. Rồi, Linh Nguyễn tặng cái ly luôn. Ok mọi người, rồi ok good night mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye mọi người, hẹn gặp vào ngày mai.